Thưa sư, con chưa hiểu thế nào là vô ngã, tự ngã, bản ngã, như thế nào là ngã. Thưa sư, có phải cái gì cũng cho là của mình do mình là tự ngã phải không? Sư, con còn vô minh, xin sư Quan Thế Âm giải thích rồi. Thì cái ngã đó, nó chỉ đơn giản là mình xem đây là ta thì nó là ngã, xem mình như là một cái thực thể, giống như là một cái linh hồn là vĩnh cửu đó, một cái thực thể, đây là ta. Còn cái sự vô ngã có nghĩa là xem đây nó chỉ là một cái sự lắp ráp, cái thân này nó chỉ là một cái sự lắp ráp, từ thân tới tâm nó chỉ là một sự lắp ráp của các cái thành phần cấu tạo nên nó. Nó không có một cái cốt lõi. Sư lấy ví dụ như cái ngã đó là mình coi như là một cái cây, nó có cái cốt lõi, có nghĩa là nó còn một cái lõi, thì nhưng mà họ không biết, họ cũng là một cái cây, nhưng mà nó là cái cây chuối. Mà cây chuối thì nó không có cái lõi, cứ lột tới tới thì nó hết rồi, nó không có cái lõi. Đó, thì khi mà họ biết rõ thì cái bản chất của cái thân và cái tâm này nó không có cốt lõi, nó chỉ là một cái sự lắp ráp thôi, thì họ hiểu như vậy thì nó là vô ngã. Còn họ cho rằng một cái thân lắp ráp đó nó có một cái lõi, nó có một cái gì đó nó thường hằng, nó bất biến, nó có một cái tự ngã, thì cái đó thì gọi là ngã. Thì cái tự ngã, cái bản ngã thì nó cũng là một ha. Và chính vì có mình xem đây là tôi cho nên mới có cái gọi là cái của tôi. Tuy nhiên á, trong Tương Ưng Bộ Kinh thì có một lần á, một cái vị trời xuống phàn nàn với Đức Thế Tôn như thế này, là bạch Đức Thế Tôn là ngài thì luôn luôn nói về cái thuyết là vô ngã. À, Anatta vô ngã. Mà tại sao á, con thấy là những cái vị tỳ kheo của ngài đó thì lúc hỏi tiếp xúc với nhau thì vẫn còn ngã. Ví dụ như cái y này của ai, cái y này của tôi, cái bát này của ai, cái bát này của tôi, thì vị đó nói hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới trả lời đó là đối với cái người đã đoạn tận những cái phiền não, đoạn tận tất cả các truyền cái, thì vị đó có quyền nói đây là của tôi. Mà bởi vì vị đó hiểu được rằng không có cái gì là của tôi. Có nghĩa là đối với người biết được không phải không có cái gì là của tôi thì vị đó có quyền nói đó là của tôi. Có nghĩa là đối với các vị thánh thì cái chuyện mà nói đây là của tôi nó chỉ là một cái cách để giao tiếp với nhau thôi, tại vì giao tiếp thì phải dùng ngôn ngữ, mà trong ngôn ngữ thì nó phải dùng cái từ của tôi. Xin lặp lại ha, đối với một vị thánh nhân, một cái vị thánh đã đoạn trừ hết tất cả các phiền não thì vị đó hiểu rõ cái lý vô ngã, cho nên vị đó nói cái chuyện của tôi nó không có lỗi, tại vì đó hiểu cái chuyện của tôi đó nó chỉ là ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ họ định đặt như vậy thì họ các vị đã dùng, chứ các vị đó thừa sức hiểu thế nào là vô ngã. Còn hàng phàm phu á, do chưa đoạn tận những cái phiền não cho nên khi họ nói của tôi thì nó chính xác có nghĩa là của tôi, và họ vẫn còn chấp ngã, và do vẫn còn chấp ngã cho nên họ vẫn còn phiền não do cái tư tưởng là còn ngã.